Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 220. Bài này làm trong khóa học vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán kim loại tác dụng với hỗn hợp H cộng NO3 trừ. Để xử lý loại toán này, theo thầy thì các em dùng phương pháp đơn giản thôi, đó là dùng phương trình phản ứng ở dạng ion thu gọn như thế này và cân bằng nó thật giỏi. 328, 324. Việc thứ hai, chúng ta phải chứng minh được trong ba chất tham gia phản ứng này chất nào hết để tính theo nó. Đơn giản thôi, các em lấy số mol chia số cân bằng, cái nào nhỏ hơn thì nó hết. Kết quả thì chứng minh được H cộng hết. H cộng hết thì tất cả tính theo H cộng. Thì có như sau: đồng 2 cộng sinh ra là 0,054, NO bay lên là 0,036. Như vậy, thể tích bay ra là bằng 0,8064 lít. Dung dịch sau phản ứng, người ta yêu cầu tính khối lượng muối khan. Các em phải thống kê tất cả ion có mặt trong đó. Đồng 2 cộng của thầy là bằng 0,054. S42 trừ không tham gia phản ứng là 0,036. N3 trừ dư của thầy là bằng 0,036. Các em lấy 0,072 ban đầu, trừ đi phản ứng mất tạo ra NO là 0,036. H cộng của thầy là vừa đủ rồi. H cộng của thầy vừa hết rồi. Ok. Như vậy, kết quả là khối lượng muối khan sẽ bằng tổng khối lượng các ion có mặt ở đây. Các em cộng 3 ion này vào thì M của thầy sẽ bằng 9,144 gram. Vậy đáp án thầy có ở đây là đáp án A.